Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Anh em tôi là kênh Sơn Côn Nghĩa Lộ cùng kết hợp với quỹ Nhân Tâm Đức xuống trường mầm non Hoa Phượng để thăm cháu Bùi Gia Hưng. Cháu ấy là mồ côi cả bố lẫn mẹ. Năm ngoái anh em chúng tôi đã đến là nộp tiền học phí, tiền ăn và tiền bán chú cho cháu. Thế năm nay anh em tôi tiếp tục làm được đấy. Mọi người theo chân tôi nhé. Chào em. Năm ngoái đến đây rồi nhỉ? Nhớ rồi. Năm ngoái đoàn đã xuống và em giới thiệu đây là bác của cháu Bùi Gia Hưng. Năm ngoái thì bác khác, năm nay lại bác khác. Năm ngoái thì bác kia trông, năm nay đến lượt bác này. Thế là hai bác khác nhau. Vâng, nhưng mà đây cũng là bác thuật. Cháu nghe từ năm ngoái rồi, cái hoàn cảnh của cháu khó khăn như thế, mất cả bố lẫn mẹ đây à? Cháu kia, cháu kia, ông ơi ra đây nào. Cũng ngắn gọn này thôi chị ạ. Hôm nay đúng là vẫn là chương trình cũ nhưng mà cũng là cái mới. Mới là của năm nay, còn cũ là của từ năm ngoái rồi. Thì chương trình là quỹ Nhân Tâm Đức thì vẫn tiếp tục đồng hành với anh cháu Hưng. Thì như năm ngoái em nói rồi thì là cũng đến để mình triển khai cái việc là tài trợ cho cháu việc ăn học và tiền ăn và tiền học của cháu. Thì năm nay cùng với kênh YouTube Sơn Côn và quỹ Nhân Tâm Đức đến lại tiếp tục trong đây để ủng hộ cháu Hưng và với lại ủng hộ tiền. Em xin phép là trao luôn nhé. Đó, xong rồi cho nó đấy, đây. Như cô giáo nhắn là tổng thể là tiền 6.484.000. Như nhà trường nó thông báo là nhà trường nó thông báo là anh em là chuẩn bị đủ. Thế thì trao cho giáo viên chủ nhiệm để chi tiêu trong năm học luôn. Đây là giáo viên chủ nhiệm của cháu của năm học này. Ok. Chị đứng đây. Bác qua đứng lên đây. Chị có để nó đứng ngồi đấy không sợ đâu. Đâu cháu đâu? Cháu đây. Đây chị đứng lên. Bác Sơn đứng ở đây. Đúng rồi, bác Sơn đứng ở giữa đây. Đấy. Đây, cô giáo, đây. Là để đã trao số tiền vào 6.484.000. Vâng. Thực ra thì mỗi người là một hoàn cảnh. Đây là cả tiền học phí, tiền bán trú của cháu trong năm học này. Có nghĩa là cháu đi học từ ngày khai giảng đến khi tổng kết năm học là cháu không phải đóng góp một khoản nào nữa. Thế là nhà trường thì sẽ tiếp nhận số tiền này và giao giáo viên chủ nhiệm sẽ ghi đầy đủ từ lúc mà cháu đi học đến lúc mà kết thúc năm học và sẽ có quyết toán cụ thể với gia đình, với hội này, với gia đình và với nhà trường, có nghĩa là sẽ quyết toán công khai số tiền như trên và năm học trước cũng thế. Vâng, trong ngày hôm nay thì sau khi nhà trường tiếp nhận số tiền này thì sẽ bàn giao lại cho gia đình số tiền ăn của cháu từ mùng 5 tháng 9 đến ngày bao nhiêu nhờ mùng 7 tháng 10 đã thu là 350.000. Thì tí nữa giao lại cho bác. Bác đây là người đang là người đỡ đầu và từ mùng 1 tháng mùng 5 tháng 9 là đang nộp tiền ăn cho cháu. Còn các khoản khác là chưa nộp cái gì. Thì hôm nay cũng công khai với quỹ, công khai với gia đình là từ giờ đến cuối năm bác chỉ việc đưa Hưng đi học đầy đủ, còn không phải đóng góp gì hết. Thế còn thừa thiếu như thế nào cuối năm chúng em sẽ trao đổi với chị và trao đổi với hội, và chỗ Linh là chỗ trực tiếp Anh Sơn là người trực tiếp trao số tiền này nhé. Vâng, mà em xin có ý kiến với lại mọi người như này là cái quỹ Nhân Tâm Đức này ấy, thì nó không phải là do một cái tổ chức nào cả, mà chỉ do là mấy anh em chơi với nhau thôi. Xong rồi ai làm ăn được thì để đến một ít, nếu mà thấy cái hoàn cảnh nào mà khó khăn ấy thì giúp. Nhưng mà theo cái ý nguyện của anh em ấy thì riêng cái hoàn cảnh của cháu Bùi Gia Hưng này ấy, không hứa trước điều gì cả, bởi vì hôm nay mình có mai có thể mình không có, nhưng mà sẽ tiếp tục theo cháu trong những năm mà cháu còn ăn học các thứ. Người sẽ giúp được đến đâu sẽ thì cố gắng để đồng hành cùng cháu. Đồng hành với cháu đấy là đấy là năm sự thật là của quỹ thì sẽ
không thể hứa trước 100% được, nhưng mà có một sự chắc chắn là cháu sẽ đồng hành cháu về kể cả mặt đây là vật chất lẫn tinh thần. Vâng. Rồi thế là ok, quý lắm rồi, gia đình cũng yên tâm để đưa cháu đi học. Vâng. 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 Thế là mọi người ngồi uống nước đi nhỉ. Vâng. Nhanh lắm, vâng. Không đâm rồi đấy. Nhanh nhỉ. Ờ, từ hôm nọ đây ngồi đây đi. Thế ơi, ngồi đây. Ok, ăn ngồi đây đi. Từ hôm nọ đến đây là đã được 1 năm rồi đấy. Vâng, cũng nhanh nhỉ, được 1 năm rồi đây. Đây là cô Tranh hiệu trưởng. Vâng, em là hiệu trưởng nhà trường, đây là cô... Tháng. Mấy tuần ấy, nói chung là... Nhưng mà mình có mình lấy một tí trẻ con sốt tất cả rồi. Đau là nó co, nó lộn hết cả đêm, co cũng tốt cái ăn lắm. Đêm chả ngủ được, son chuột. Quý thì bọn em thực ra mấy năm nay làm ăn nó cũng không được thuận. Nhưng mà cũng đi lấy anh em thực ra anh em giúp được cái gì thì hai cái đấy nó là cái nhỏ thôi, còn vẫn là tấm lòng bao la của vợ chồng bác thôi. Đấy, nhưng mà vâng. Anh em ở công ty hay là tất cả các phố, tất nhiên ai làm được cái điều gì đấy thì sẽ được, kể cả ít nhiều cũng cho vào quỹ, quỹ là một đấy để tại vì có vẻ đây đổ rất nhiều hơn. Vừa rồi anh Sơn biết đi khắp làng bản, đi bà cụ già nhà đúng ở những cái chuồng của bà ấy, của bà 90 mấy tuổi rồi, nhưng mà này người cháu đến mỗi bữa mang cơm lên thôi. Thật ra thì mình chả đến thăm thì con cháu vẫn mang cơm cho thôi, nhưng mà đây bây giờ cho mấy triệu kể cả này, cứ mấy tháng lại đến cho 3 triệu một người. Thực ra thì có những cái hoàn cảnh nhưng mà quá là khổ của mình ấy. Các chị tiếp nhận cái thông tin nào mà có trường là thực sự là việc khó khăn đấy. Chị ghi lại thông tin lấy thông tin tiền cho bọn em thì bọn em sẽ tìm hiểu và sẽ cố gắng để đây là đấy chị nhá. Đấy, nếu mà các bạn nào nếu mà đây là thực sự mình chị em mình nhớ về vào cái kênh YouTube chị ghi đăng ký ủng hộ em rất là khổ. Nhà hôm nay ví dụ thế, chị lấy thông tin cho bọn em là ở đâu như nào đấy, đánh chữ sơn phong như lộ ra em sẽ tìm hiểu. Đấy, xong thì là xem lại cái chương trình mà quay cháu này này. Đấy, cố gắng đóng góp giúp đỡ. Ở năm ngoái cũng bây giờ là cũng có năm mà cố xây 1-2 nhà trong vùng một cái vùng không ra bảy thì giá neo hơn thế chứ. Đấy, em thì nói thật ra bảo là thì cũng chẳng phải, nhưng mà đây thì thế là mà chị ơi, nó đi thì mình sơn tôn nghĩa là cũng là có wifi cơ, cũng không cần ăn mình còn sướng hơn họ. Đúng rồi. Thế là lúc nào chị em có người quen hay người thân ấy bảo vào kênh Sơn Côn Nghĩa Lộ đăng ký hộ cái nhất, xong chia sẻ. Hôm qua em chuyển cái đấy cho cả trường em. À, vâng. Rồi trong trường này rồi nhiều người thân đăng ký. Đấy, chị đăng ký xong rồi để nhiều người biết đến. Thì mình mong muốn là nhiều người biết đến, không người ta còn đấy có những người cũng có lòng bảo thân mình thấy liên hệ với anh Sơn để ủng hộ em nhiều người nữa. Vâng. Đây mình coi như mình là cầu nối. Đấy. Năm ngoái ở mà đến cuối tháng này lại đi ấy, và gì mà nuôi hai đứa con điên đấy nhỉ? Bỏng lại Nam bảo đấy xuống trường tôi có video ở trong kênh ấy. Vâng. Thăm 3 lần rồi, có lần nhiều nhất là cho 5 triệu, có lần đi xem thấy nhà đấy thì xây là nhà trong nhà ấy. Ở Liên Sơn chán khổ thật, đi đắt luôn, cho mấy lần rồi ba mẹ con ở với nhau nhé. Thế thôi anh em giúp lần nào thì đến lần đấy thôi. Có hai đứa con gái thì một đứa bị ung thư bẩm sinh, còn một đứa thì rồi chương trình đến đây là hết. Xin mỗi người một đăng ký, một like, một chia sẻ để kênh mỗi ngày một lớn mạnh và để mình còn tiếp cận và giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Xin chúc mọi người mỗi người một luôn luôn sức khỏe, đăng ký một like, một chia sẻ.